chưa nhỉ? Chúng ta có thêm class container vào thì nó sẽ căn đều hai bên ra. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần làm cái menu. Thì chúng ta xem trong mẫu trước. Làm sao chúng con? Thì chúng ta nhìn thấy nó cũng căn đều hai bên. Và cái phần menu nó bắt đầu từ cái việc căn đều đấy hất vào trong. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta cũng sẽ làm được cái việc này bằng cách tôi tạm thời xong cái phần top menu rồi, tôi thu nhỏ nó vào. Sau đó đến cái phần BG Yellow này đúng không? Tôi có thể là bỏ qua luôn cái phần class của nó. À quên nhập, đây class của nó thì tôi sẽ dùng luôn là tôi bỏ qua class của nó cũng được. Để cho nó rộng hết màn hình và tí nữa chúng ta sẽ set màu cho nó. Tiếp theo những cái class nằm trong để chúng ta có cái ULLI thì chúng ta nên để là một cái thẻ div hoặc thẻ section gì đấy tùy các bạn. Đặt class là container. Class là container. Và ở trong này chúng ta có tổ hợp ULLI để giúp chúng ta làm cái tổ hợp menu kia. UL ở trong này là LI. Thì LI, ULLI của nó bao gồm những cái gì nhỉ? Gồm những cái trang gì? Danh mục gì? Xem cho tôi xem nào. Ẩm thực. Handmade. Gì nữa? Gia đình Việt. Đình Việt. Tiếp. Đời sống. Gì nữa? Khỏe đẹp. Và khám phá. Đủ chứ nhỉ? Khoảng này cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ refresh trang. Sau các bạn làm đi. Sau đó chúng ta sẽ refresh trang để nhìn thấy cái sự thay đổi ở trang của mình. Đặt chú ship D ra. Xếp xuống. Chúng ta làm cái ULLI theo cái mẫu của làm sao chúng com nhá. Sau đó chúng ta ra ngoài, chúng ta refresh trang của mình thì nó sẽ ra danh sách như này. Thì các bạn xem, chuột phải inspect, ngó xem là nó có cái độ rộng của cái phần container nó bằng cái phần vùng màu xanh. Và cái margin ra phía ngoài của nó sẽ là cái vùng màu cam. Tiếp theo chúng ta hover xuống dưới. Xuống dưới cái thẻ nắp. Chúng ta chưa nhìn thấy đây cái thẻ nắp đây. Và cái thẻ container này cũng có độ rộng bằng đấy. Nó lòi ra thêm mấy cái dấu chấm rồi, tí nữa chúng ta bỏ những cái dấu chấm này đi và đưa nó thêm một dọc. Được chưa nhỉ? Nhưng mà bây giờ tôi trước khi vào làm cái đấy thì tôi sẽ tất nhiên là ở trong phần này những cái ẩm thực các thứ các kiểu này thì chúng ta sẽ là cái thẻ A. Thẻ A. Chứ không phải là chỉ là thẻ LI không được đúng không? Chúng ta sẽ để dấu thăng ở đây. Trong này nó sẽ là bao gồm chữ ẩm thực này. Và sẽ có một cái phông awesome icon. Thẻ Y có class là FA. FA và em à, có cái gì liên quan đến ăn uống không nhỉ? Con để là gì? Con để là gì? Có dùng phông awesome để làm icon không? Hay là chỉ tách thôi? À, chúng ta sẽ sử dụng phông awesome. Phông awesome icon. Chúng ta kiếm một cái gì liên quan đến ăn uống, food chẳng hạn. Curly, lemon, apple. Thôi chúng ta lấy quả chanh đi. Rau dĩa thì kỳ nào tôi cũng dùng, giờ tôi thích dùng quả chanh. Rồi. Lemon. Và chúng ta có chữ ẩm thực. Tiếp theo đến cái phần handmade. Chọn luôn icon để chúng ta tí nữa chúng ta sửa cho nhanh. À, đến đây là handmade đúng không? Handmade. Tốt nhất là copy từ đây đến đây, copy vào. Đây là gia đình Việt. Cắt tên đến đây.
copy tiếp từ đây đến đây, đời sống. Vẻ đẹp khám phá. À, chúng ta bây giờ chỉ việc thay những cái icon vào là được. Thì icon của chúng ta sẽ khó xem là có cái gì liên quan đến handmade không. Hand luôn. Còn lấy cái này đi. Handmade. Bạn có vấn đề rồi. Wheelchair art. Copy. Về sang cho cái handmade. Gia đình thì là nó sẽ có cái group user. User. Đâu rồi, nó có cái group. Đây user SC này. Nó này nó tương đối giống. FI user copy vào page đây. Tiếp theo là cái đời sống chả biết dùng cái gì. Umbrella. 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 Tiếp theo là khỏe đẹp đúng không? Health. Đấy, khỏe đẹp phải dùng cái này. Để xuống. Chúng ta lấy bất kỳ cái icon nào cũng được, tùy thôi. Khám phá thì để travel. Lên đây map maker hoặc là sử dụng flyjet globe, dùng cái này đi. FA map maker marker rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái trang trông như này: ẩm thực handmade, gia đình Việt, đời sống khỏe đẹp, khám phá. Xong. Sau đó chúng ta sẽ style cho nó để cho nó có thể là trên một hàng đã. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái background. Nếu mà các bạn muốn dùng ngay thì chúng ta có thể là cho cái background cho cái thẻ NA này. Chúng ta có cái background color là thăng 2 CA9E1. Nó chuyển sang màu xanh giống như trang làm sao luôn. 2 CA9E1 luôn. Chúng ta sẽ set cái thẻ NAV có background như này. Vào grid CSS. Đâu phần header đâu rồi. Tôi sẽ ép thêm vào đây là cái phần phần đây là sẽ là CSS. Đây là menu. Main menu. Main navigation. Rồi. Chúng ta sẽ có cái thẻ. Sẽ có cái thẻ là thẻ NAV. Background như này. Sao? Sau đó để loại bỏ những cái dấu chấm ở đầu đi á, thì chúng ta có trong cái thẻ NAV cách thẻ UL sẽ có cái type style, cái list type none và list style type. List style type bằng none luôn. Và UL của chúng ta sẽ có padding và không. Bởi vì các bạn khi mà nhìn đây này, cái thẻ L, cái UL hiện tại ấy, đây là UL này. Nó có đang có padding không bây giờ. User agent còn bình thường nó có padding start bằng 40 pixel. Bây giờ chúng ta refresh nó sẽ mất những cái dấu này. Sau đó là các cái thẻ NAV cách UL cách LI sẽ có thuộc tính là như nào để cho nó trên một dòng. Display inline block float left đi.
refresh trên một dòng rồi, đúng không? Và nếu mà để như thế này này, float left này, đã float thì thằng cái thằng li này chúng ta phải có clear bot và có display table xếp xuống đó thì nó mới hiển thị được logic ra, chứ không chúng ta không thể set background được. Đấy là cái đặc tính của thằng float. Không nhớ. Tiếp theo cái thẻ li này, chúng ta theo cái thiết kế nó có một cái đường kẻ chấm 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 ở phía bên tay phải, đúng không? Chúng ta có cái border left right bằng 1 pixel dash và màu là màu thằng CCC đi. Tôi để bừa đấy một cái màu. Tuy nhiên đến cái thằng cuối cùng ấy, cái thằng cuối cùng ở đây này nó không có. Nếu nó không có thì chúng ta sẽ tiến hành là cái thẻ li last try có cái border bằng none. Bây giờ chúng ta xem cái giao diện của mình. Được chưa? Nó có cái đường gạch kìa. Và bây giờ chúng ta lên đây chúng ta style cho thẻ li này. Rồi thì chúng ta sẽ có những cái gì, ví dụ như để cho nó có chiều cao chẳng hạn thì là gì, line 2 bằng bao nhiêu pixel, 40 à, 40 pixel. Rồi line 2 40 pixel, sao nữa, làm sao để cách nó ra, padding. Ừ, cái gì để trong thẻ A, padding để trong thẻ A cũng được. Padding ví dụ ok thì tôi sẽ để line 2 ở đây, line 2 trong thẻ A luôn, đúng không? Rồi trong thẻ A thì cái thằng thẻ A này nó sẽ có cái display là block để cho rộng hết. Padding 0 20 pixel. 40 à? To thế. 30 nhá. Để coi cái không. Rồi, line 2 A này có đang có display block này. Chúng ta thiếu cái line 2 bằng 40 pixel. Đó. Đây chúng ta hover vào bất kỳ chỗ nào nó cũng là của thẻ A rồi, đúng không? Sau đó thì sao? Trong thẻ A này chúng ta có cái text decoration bằng none để bỏ cái gạch chân. Sau đó cho chúng ta có thêm cái color cho thẻ A này nữa là bằng màu trắng FFF. Xếp xuống, bây giờ chúng ta sẽ có cái giao diện như này. Được chưa nhỉ? Đây code đây. Chúng ta có thể tham khảo. Xong đi. Xong hết chưa? Xong chưa? Đấy. UL này. Cần tôi đẩy cốt lên không? Đẩy cốt lên nhá. Đây 1706.
Lâu đấy nhỉ? Các bạn tập dùng Git đi, sau khi thì chúng ta học nó sẽ nhàn nó rất là nhiều. Chúng ta chỉ clone thẳng cái project về lên rồi đấy nhá các bạn nhá. Lên đi. github.com/th. Repository đây 1706. Chưa lên. 1706 chưa lên hết đây này, đang đẩy lên. Chưa lên hết. Đã yếu quá. Lên được. Còn trong thời gian chờ đợi thì chúng ta có thể tham khảo cái code. Đây là cái trang tôi nhắc lại, tôi sắp xếp lại lần nữa nhá. Thì cái thẻ NAV tức là cái thẻ menu, sau này chúng ta nếu mà muốn tách hẳn ra trong một trang web thì nhiều trang nó có kiểu là menu chính và menu dưới footer. Hai cái menu này giống hệt nhau. Kiểu lại thế. Cho nên là chúng ta có thể và nhiều chỗ là nó thi thoảng họ tách ra mỗi menu một màu, chúng ta có thể dùng class cho những cái menu đấy. Thì ở trên này chúng ta có thể NAV này. Trong NAV chúng ta để cái NAV ấy, chúng ta chỉ với mục đích là bôi màu. Có mỗi mục đích là bôi màu để nó chiếm hết cả một dọc và cả một cái hàng ngang. Sau đó chúng ta mới tiện bôi màu cho nó là background. Sau đó chúng ta ở trong cái thẻ NAV ấy, chúng ta phải phân lại, tách lại, chia lại cái độ rộng của thẻ. Các cái thẻ ULRI nó chiếm thì đây là cái trình duyệt nhé. Đây là cái trình duyệt này. Thì cái thẻ NAV của chúng ta là để chiếm cái vùng này như này ở trên trang web. Sau đó cần có một cái thẻ ở trong để nó chiếm cái độ rộng của cái menu. Và trong cái độ rộng này mình chứa các thẻ ULRI. Thì cái thẻ này nó chính là cái thẻ list. Phần này chính là cái thẻ list. Có class và container. Sau đó ở trong này, trong thẻ list thì chúng ta sẽ có một tập hợp các cái thẻ UL và thẻ LI ở trong để cho nó phân ra những cái vùng như này. Đó là chính là những cái chỗ mà chúng ta click chuột vào. Được chưa? Đấy là cái logic của tôi. Còn ở trong thẻ LI chúng ta đặt thẻ A thôi, nó không có gì đặc biệt cả. Đặt cái thẻ A vào là xong. Code lên rồi các bạn nhá. Các bạn có thể copy về. Nếu mà có một cái quảng cáo nó chạy xong hết cả trang ấy. Ừ. Thì như thế thì cái thẻ này nó sẽ chiếm mất cái phần của cái nó che mất luôn. Vâng. Ừ. Thằng nào ví dụ như kiểu là cái quảng cáo chạy dọc đây có không nhỉ? Đây không có. Ví dụ như những cái trang nó có quảng cáo chạy dọc ở phía này đúng không? Vâng. Thì cái thằng nào bạn đang nghĩ là thằng này sẽ bị đè lên đúng không? Nó đè lên trên cái quảng cáo chạy dọc kia đúng không? Một trong hai. Vâng. Ok rồi. Thì cái thằng nào được nổi lên trên là thằng đấy được hiển thị đúng không? Thì chúng ta có cái thuộc tính CS để quy định thằng nào nổi lên trên. Là chúng ta sử dụng Z index. Nhưng mà em thấy nó nếu mà nó chiếm hết cả một dòng rồi thì nó sẽ bị chìm ở bên dưới. Nó chìm ở bên dưới. Và thường thường những cái trang mà đã có cái menu chiếm hết một dòng như này mà có, đặc biệt nó đã có màu, chả bao giờ nó để cái menu chạy như vậy. Nếu vậy thì là thiết kế là conflict rồi. Không thằng nào thiết kế làm được cái việc đấy. Yeah. Cho nên là ít khi chúng ta gặp, hiếm. Làm một cái deep sẽ chạy nó thay một cái body hết rồi thì nó sẽ làm quảng cáo ngay ngoài cái deep đấy. Thì nó sẽ chạy không bị vướng. Là như nào? Thì tức là cái deep cái của bạn nó chỉ dừng lại đây đúng không? Cái thẻ NAV nó chỉ dừng lại đây đúng không? Vâng. Ừ, cũng được. Nhưng mà đây tôi đang theo cái thiết kế của bọn làm sao này mà. Vâng. Cho nên chúng ta tuân thủ rồi. Còn sau này yên tâm, các bạn sẽ phải tự thiết kế một cái giao diện của mình để làm đề tài. Không chạy đâu được đâu, nên là thoải mái sáng tạo. Được chưa? Code lên rồi, đây CSS đây. Là chúng ta tìm ở trong thư mục L06 nhá. Tôi đã clone ra một cái bài mới rồi. Đây, đoạn này là đoạn code để sinh ra cái thẻ, sinh ra cái menu của chúng ta. Đó. Background cho thẻ NAV, UL, list style, padding, clear, display. LI thì display inline block, float left. Border right, thẻ last try, LI last try thì có border none.
Thẻ A thì có line 2, display, padding. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ set cái sự kiện khi mà hover vào một cái thẻ A. Xong chưa nhỉ? Các bạn làm xong chưa? Làm sao? Không vào điện à? Thôi xong. Hy vọng không liên quan gì đến main. Chứ mấy cái dòng lab này mà liên quan đến main thì thôi phiền lắm. Lên chưa? Hả? À, tốt. Rồi có gì bạn copy ở trên GitHub nhá. Rồi chúng ta tiếp tục. Cái thẻ A này, bây giờ khi chúng ta hover vào, khi chúng ta hover vào thì chúng ta xem cái trang mẫu hover vào background thay đổi. Background thay đổi. Đúng không? Text vẫn vậy. Background thay đổi và nó sẽ sổ xuống một cái vùng như này. Yeah. Thì chúng ta trước hết làm cái vùng cái background thay đổi cái đã. Thì chúng ta có thể đi text xem cái màu của nó là như thế nào thì vào đây. Thẻ LI này, chúng ta chọn hover. Đó. Hover thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu nó thay đổi, chúng ta hover chuột vào đây. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy, thôi lại nghịch ngu rồi. Lỡ tay. Hover này. Inspect. Chúng ta chọn cái thẻ LI. Set cái action là hover. Sau đó nó chọn đến cái thẻ A này. Chúng ta sẽ có cái màu background của nó như này. Yeah, nó thay đổi cả màu border các bạn ạ. Đây là 2DCFFE. Thay đổi cả màu border. Chúng ta hoàn toàn để copy cái phần này. Copy vào. Paste vào đây. Đó, và chúng ta check cái trang của mình. Over. Được chưa? Đây là border phía trên của thẻ NAV của cái thẻ A. Khi mà chúng ta hover nó sẽ có cái đường viền ở phía trên border top. Thấy không? Border top ở phía trên này. Thì chúng ta phải để cái border này nó nằm trong thẻ A nhá. Khi mà hover thì để nếu mà các bạn để cái LI này được, khi cái thẻ LI mà bị hover ấy, thì cái thẻ A này của chúng ta đẩy dài xuống dưới, nó ảnh hưởng đến cái độ dài chung của tất cả các thẻ khác. Cho nên là chúng ta phải để cái background border top cho cái thẻ A, cho cái bản thân thẻ A, thì nó sẽ chỉ đẩy cái độ dài của nó, chỉ hơi nhích cái text xuống thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến cái độ dài chung của các thẻ LI, thì nó sẽ không bị vỡ hình. Đây là khi hover. Được chưa? Được chưa? Ok. Còn bạn nào chưa được không? Trừ cái bạn hỏng máy ra. Tiếp tục này. Bây giờ là cái trò đổ cái này ra đúng không? Đổ cái phần giỏi rồi. Đổ cái này ra đúng không? Hover và đổ cái quần hợ kia ra. Chúng ta làm như nào? Thì chúng ta giống như hôm trước tôi đã hướng dẫn rồi, chúng ta sẽ có một ở trong mỗi cái LI, chúng ta sẽ có một cái div. Div đây là thực ra cũng chẳng cần đặt tên đâu. Này cũng không phải đặt tên làm gì cả. Còn không thì chúng ta đặt tên nó là cái gì cũng được. Tôi lười đặt tên lắm. Thì chúng ta sẽ có một cái nội dung ở đây cho nó là cái gì tôi chưa biết. Nhưng mà tôi phải set cho cái thằng này, cái thằng UL này. Ở trong nhập cái thằng div class container này. Một cái class, một class nữa tên là relative. Relative để cho nó có cái thuộc tính relative. Sau đó thì cái thẻ div này tôi sẽ style cho nó như sau. NAV ULLI sau đến thẻ div. Ngay thẻ div. Div ngay tiếp theo có thể là ngay là con trực tiếp của thẻ LI. Thì nó sẽ có cái min 2 bằng khoảng 200 pixel. Background
là cái màu green đi, Four Season Absolute LED bằng 10 pixel, LED bằng 0, RAI bằng 0. Thực ra cũng không cần thiết lắm, chúng ta để display là block cũng được. Và chúng ta để cho đây cho nó một cái top, cách top ra là bằng cái chiều dài của thằng LI. Hiện tại chiều dài của thằng LI là 40 pixel đúng không? Đây nó dựa vào thằng con của nó là 40 pixel. Chúng ta phải cách dài hơn nó. Nó rơi vào tầm độ khoảng là 45 pixel gì đấy. Đó. Sau đó những cái thẻ LI, và quên còn display NaN nữa. Display là NaN để nó không hiển thị ra. Sau đó chúng ta những cái thẻ LI khi mà hover vào thì cái thẻ deep nằm trong, cái thẻ deep nằm trong của bản thân cái thẻ LI được hover ấy, thì nó sẽ có display là block để hiển thị được nó ra ngoài như này. Position absolute. LED bằng 0 là cách rìa bên phải và bên trái bao nhiêu pixel. Thì ở đây chúng ta cách rìa bên trái 0 pixel, cách rìa bên phải 0 pixel thì là độ rộng của thằng này tự động nó dài hết bằng cái độ rộng của thẻ trạm. Thấy chưa? Vẫn đẩy xuống à? Chắc là do cái thằng float. Có khả năng do float, nhưng mà tốt nhất là cứ để tốt ra. Không lên tịt luôn rồi. Các bạn ngồi dưới có nhìn thấy không nhở? Không nhìn thấy thì ngồi lùi lên trên nhá. Đuổi bớt mấy thằng không bị cận xuống. Như tôi bị cận tôi phải ngồi trên đầu. Thế giờ bây giờ chúng ta test. Đây thằng này có này. Đổ xuống đúng không? Đổ xuống đấy. Ồ. Nó bị hỏng rồi, tẹo rồi. Đang lỗi này. Đây là một lỗi rất hi hữu luôn này. Nhìn thấy không? Lỗi gì biết không? Đây. Đây này, hover xuống cái vùng màu trắng phát là chết luôn này. Thấy không? Bởi vì do chúng ta cách nó ra. Cho nên là nó sẽ bị làm sao? Khi mà vào cái vùng cách đấy thì không còn phạm vi của thẻ LI nữa. Cho nên nó sẽ mất cái hiệu ứng hover. Đúng không? Thế bây giờ phải làm nào? Giảm thằng này đi, chắc chắn để nó hiển thị được thì chúng ta phải giảm thằng này đi, còn đúng bằng cái độ dài của thằng trên kia đúng không? Refresh lại thì được rồi. Nó không thoát ra mà, nó không thoát ra phạm vi của thẻ LI, nó vẫn giữ được. Thế giờ làm sao để cách nó ra? Padding. Còn ý tưởng nào khác? Đây nhá, để tôi giữ cái thẻ cái đã. Chờ tí, bình tĩnh. Over này. Rồi, thẻ deep đây rồi. Giờ sao? Ừ thì màu trắng. Padding lên trên à? Padding top à? Rồi ok, đúng rồi. Đây cũng là một cái phần thôi. Thế còn phần này có đã bạn nào tìm hiểu chưa? Cái phần mũi tên này tìm hiểu chưa? Đây nhá, cái hover vào đây nhá. Rồi, thấy cái hình mũi tên không? Hình mũi tên này là như nào? Chính là cái before này. Bỏ cái này đi nhá. Thấy không? Thấy cái before không? Đâu nhỏ quăng mè đi đâu rồi? Chết rồi. Fast. Đây đúng thẻ này nhá. LI này đúng không? Cái hover mà này.
nhìn thấy cái mũi tên này không? Nó là cái gì? Nó chính là cái before nằm trong thẻ A. Pointer, nó sử dụng cái thuộc tính là pointer đẩy sang border. Đây, chúng ta copy thử cái này nhá. Tôi không biết hết những thuộc tính này đâu, chỉ biết là tìm nó ở đâu thôi. Tôi không biết hết thuộc tính này đâu, ví dụ như cái pointer event này này, không biết nó ở đâu luôn. Chúng ta test thử nhá. Thì khi mà thẻ A được hover này, đúng không? Khi thẻ A được, ở đây đâu rồi, khi thẻ A được hover, đây NAV, đây, chờ tôi tí. Đắp ticket thằng này lên, kéo xuống dưới. Thì chúng ta không chọn đến cái thẻ deep nữa mà chúng ta chọn đến thẻ A. Đây, ủa, đâu ta? Copy này, hết đây. Border, border bằng 2 pixel, solid, transparent. 2 bằng 0, width bằng 0, position absolute, pointer event none. Border color bằng cái màu gì gì đấy cũng chả biết. Border width, border left, gì đấy chả biết, chả đọc được. Xong ra ta, wow. Gì vậy? Cái này hay này. Đây này, nó chính là cái border này. Thấy không? Nó chính là cái border ở vị trí này này. Vậy thì chúng ta thử nhá. Thử giải quyết xem nó như thế nào. Over. Bung cái thẻ A này ra. À, A before chứ quên. 2 chấm before. Đây, các bạn nhìn thấy cái gì không? Đấy, nó chọn nhầm. Không sao cả, từ từ thì chúng ta sửa. Đây, nhìn thấy nó chọn ra bên này không? Thế vấn đề là gì? Đây, chúng ta có absolute đúng không? Nhìn thấy absolute không? Absolute này thì nó sẽ tìm, nếu mà thằng cha trực tiếp của nó không có, nó tìm đến thằng nào? Tìm thằng nào? Đây, li chúng ta thử thêm một cái thuộc tính nữa thôi. Display relative. À nhầm, position. Ngáo, xin lỗi. Position relative. Không được rồi. Bỏ dẹp ý tưởng là này, relative đi. Thì A này có position relative. Về chưa? Về chưa? Đây này. Thấy chưa nhỉ? A before khi mà nó hover vào nó sẽ ra cái này. Và tất nhiên đến lúc đấy thì chúng ta phải lùi cái thằng này xuống. Lùi cái thằng này xuống một chút nữa. Khoảng 1 pixel gì đấy. Thấy chưa nhỉ? Đây là cái cách chúng ta làm ra cái đấy này. Tôi cũng chả biết nó làm ở cái nào. Border color. Để xem thuộc tính nó là cái gì. Border. Đây, 2 pixel solid này. Bottom pointer event none. Border color không phải. Border bottom color. Đây, border width. Margin left bằng -6 pixel. Nó không biết thằng này nó làm cái gì ta. Có thể là tổ, cái này là tổ hợp của thằng pointer event và thằng border width này. Nhưng mà bỏ pointer event đi, pointer event đi, không ăn thua gì. RGBA. Không hiểu luôn. Không hiểu sao nó làm được cái đấy. Mình cũng chả làm bao giờ. Rồi ok, tạm thời cứ để ở đây đi. Mấy nữa nghiên cứu sau. Đấy là biết cách tạo ra thì dùng như thế nào. Comment vào đã. Rồi chúng ta quay trở lại với cái display, cái deep của chúng ta đã. Thì như bình thường thì chúng ta để bây giờ để xây dựng cái nội dung ở phía trong này. Xây dựng cái nội dung ở phía trong này. Thì chúng ta cứ phải làm sao, trước mắt là cứ phải để cho nó hiện ra đã. Đúng không? Chứ không thể lúc nào cũng giữ cái như này được. Như thế này tôi refresh phát là mất này. Nhá, thì vậy cho nên là chúng ta sẽ để tạm thời cái display của nó là block. Để cho nó hiển thị ra ngoài chúng ta dễ làm. Còn làm như nào thì chưa biết. Được chưa? Cứ hiển thị ra đã. Thế vậy thì sau trong này nó có những cái gì? Ủa không ra luôn mà. Trong này nó gồm một
một bốn cái thẻ đúng không? 4 hay 5 nhỉ? 5 à? 5 cái thẻ deep deep nằm trong đúng không? Thế vậy thì chúng ta làm việc với nó như thế nào? Thì ở trong này này, trong cái thẻ deep con nằm trong này, chúng ta sẽ chia ra làm 4 cái deep con nữa. Deep đây là unit, item unit. Đây là menu unit đi. Menu trừ unit. Đó, chúng tí nữa chúng ta sẽ nhân nó lên 5 lần. Thích thì nhân luôn cũng được. 1, 2, 3, 4, 5. Menu unit. Được chưa? Mỗi cái thằng menu unit này thì nó sẽ là làm sao? Chiếm bao nhiêu phần trăm ở thằng cha kia? Mấy? U L L I deep hoặc là chấm menu trừ unit. Mỗi thằng này sẽ chiếm độ khoảng 5 thằng thật không? Làm gì mà nó to nhiều nhỉ? Cái những cái thẻ deep nằm trong này này, trong phía dưới này, mấy thằng? 5 à? Nhiều nhỉ? Width bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? 25%. Lại được 20%. Sao nữa? Display thì display float, à có nhầm, float left. Đã float left cho thằng này rồi thì thằng trên là phải có clear bot đúng không? Clear bot display, à thì thằng này đang bị display là none rồi, thôi cứ để clear bot đi. Float left này, và tôi sẽ tạm thời set cho nó một cái border bằng 1 pixel, border left đi, border 1 pixel, solid, màu đen. Vỡ á? Vỡ cái gì? Vỡ ở đâu? Đây, chúng ta test. À quên nhập, min 2. Min 2 bằng 200 pixel nữa. Tèo ngay, không đủ, bởi vì chúng ta có cái padding. Bởi vì chúng ta có cái border này cho nên nó sẽ bị kéo dài ra, thì chúng ta tự thử giảm xuống 1% đi, 1% rồi cũng được 19%, thì nó sẽ lên trên này. Sau đó chúng ta padding nó, margin nó ra là xong. Margin rơi vào tầm khoảng để coi nào, margin 0 và 10 pixel. Ít quá. Số 18. Có khi là phải số 18 thật. Tám pixel. Để coi thằng cha nó có thể là cho nội dung căn giữa được không. Take a line center. Cũng không căn được giữa. Ok, nó tương đối thôi mà. Menu unit này đẩy lùi ra như này, và chúng ta copy cái đoạn này, copy cái đoạn này vứt vào đó. 18 pixel margin 0, 8 pixel float left border solid, và chúng ta trả lại cái màu background cho thằng này thành màu trắng. Chúng ta chỉ việc xóa nó đi là xong, và tự động nó sẽ là màu trắng. Cái NAVULLI deep này chúng ta trả lại cho nó cái background, xóa đi là được. Đẩy code lên nhá.
Được chưa? Xong rồi. Bây giờ chúng ta đã có cái menu, code tôi để lên rồi nhá. Đã có cái menu này. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân chia như nào? Ở trong các cái bài viết của chúng ta nó sẽ là có những cái ảnh nằm trong này. Đúng không? Có những cái ảnh nằm trong này. Và ở dưới là cái phần tiêu đề. Thì chúng ta sẽ chia nó như nào? Thì một cái lý thuyết, một cái phần này rất là quan trọng các bạn cần phải nhớ này. Như hôm trước tôi vừa mới để IMG width 100% đúng không? Thì trong cái việc code của chúng ta ấy, bao giờ vậy, cứ một thẻ nào mà chứa ảnh, chỗ nào để ảnh thì cái ảnh phải nằm trong thẻ deep. Được chưa? Đừng để thẻ ảnh viết thẳng vào đây như này. Đừng. Nhá. Các bạn nên phải để nó trong một cái thẻ deep thì chúng ta dễ kiểm soát nó hơn. Thẻ deep đây chúng ta có thể đặt class là unit image. Như này cũng được, và để cái thẻ img vào đây. Được chưa? Đừng đặt thẳng thẻ deep ở trong cái thẻ tra chứa nó. Ở trong thẻ tra của cái vùng chúng ta chọn. Và thẻ deep ở dưới chúng ta có thể đặt class. Class đặt cho nó là về ví dụ như kiểu là về hyperlink chẳng hạn. Và trong này có thẻ A. Hrep bằng cái gì tôi chưa biết. Và trong này chúng ta có thể là viết đây là lore. 6 từ đi. Còn cái ảnh này chắc là chúng ta phải đi tải về. Chứ cũng không đào đâu ra ảnh ở máy tôi cả. Máy tôi chả có ảnh ngọt thì toàn ảnh chụp màn hình thôi. Con nhét vào đây cũng vô dụng. Với lại nó bị sai tỷ lệ của ảnh đi. Trông rất là xấu. Đấy các bạn cứ cốt phần này ra đi. Tí nữa chúng ta sẽ style nó. Được chưa? Giờ đi copy ảnh. Chả biết làm sao giờ để copy được mấy cái ảnh, mấy cái ông. Đấy, A, L, I, Deep này. U, L, L, I đây. Chúng ta hát rap. I, M, G đây rồi. Copy một cái về. Thấy không? Save image as document này. Okay. Public image là menu image xong thì tôi sẽ đẩy cái ảnh lên cho các bạn. Đây chúng ta có cái menu image đây rồi thì nhét cái đường dẫn ảnh đi vào public image menu to image .jpg nhét vào trong này. Rồi chúng ta refresh trang để xem nó cái ảnh ra như nào. Đây, ảnh nó chiếm 100% luôn. Sau này padding cái gì thì padding ở trong cái thẻ này, trong cái thẻ deep unit image này. Được chưa? Chứ đừng có mà padding ở thẻ ngoài.
Cả ngoài nếu bạn tắt padding ra thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái không gian chung. Sau đó ở dưới chúng ta có một cái đường link ở đây. Cái gì đây, trời ơi. Cái này tí nữa lại phải style lại. Rồi. Ra ảnh chưa? Thì copy về cho tôi cái ảnh tương vào đây. Đây, để tôi đẩy ra. Đấy. Nhét cái ảnh vào trong. Sau đó bây giờ cái đoạn thẻ A này đang có vấn đề này. Bạn nhìn thẻ A này đang có vấn đề không? Đây. Bởi vì nó đang bị ăn theo. Nó đang bị ăn theo cái style này. Ăn theo cái style của ULLIA này. Thì cái giải pháp thứ nhất là chúng ta một là có thể chọn như này. Là những cái thẻ A có tra trực tiếp là thẻ LI thì sẽ được áp dụng. Thì chúng ta sẽ giải quyết được bên nó trở về cái thẻ A bình thường. Được chưa? Cách thứ hai là chúng ta phải style lại cho nó dựa trên cái thẻ tra ở đây. Thẻ tra chứa thẻ A ấy, nó là thẻ hyperlink đúng không? Cái class là hyperlink thì chúng ta có thể style lại cho nó. Thì hoàn toàn chúng ta, tôi đằng nào cũng phải style, tôi copy cái này hyperlink. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành vào đây. NAV cách UL cách LI cách class là hyperlink. Thì chúng ta cũng có tick. Hình như tất cả các thẻ A của chúng ta đều không có gạch chân đúng không? Tất cả các thẻ A đều không có gạch chân thì tôi set luôn cái thẻ A text decoration bằng none luôn. Đỡ phải sửa nhiều. Và thẻ A ở trong này chúng ta có cái color, chỉ khác mỗi cái color thôi. Color của nó là màu gì? Trắng á? Màu đen. Lại màu đen. Lại màu xám. Đấy là màu gì? Xám nhạt nhạt. Khổ. Đọc cho tôi cái mã màu là được rồi. Đây, có như này. Ủa, bỏ background đi thì nó sẽ trở thành màu này à? Bỏ background đi thì nó sẽ là transparent. Chết dở. Đây, từ từ nha, chờ tí nha. Cái deep này chúng ta sẽ set lại cho nó cái background đó bằng màu trắng. Đấy, để nó che hết mấy thằng ở dưới đi. Được chưa? Cái thẻ NAVULLI deep ấy, lúc nãy cái mà chúng ta set nó màu xanh ấy, để chúng ta set lại cho chúng tôi cái background của nó cho thành màu trắng là ở dòng số 182. Chúng ta set lại cho tôi cái background của nó thành màu trắng FFF. Để cho nó thành màu trắng, chứ nếu mà các bạn không để background thì nó sẽ set background là transparent, là màu trong, không có background. Cho nên nó sẽ nhìn thấy những thằng đằng sau. Thì chúng ta không làm thế, chúng ta sẽ chuyển background của nó màu trắng. Chúng ta sẽ nhìn đấy. Và đây là cái giao diện của chúng ta sẽ trông như thế này. Trông khá là thô. Cái gì? UL nào? Đâu? Cái này hả? Tí nữa tôi bỏ đi sau. Đang để xác định cả. Ủa sao thẻ A này mình ở đây hover vào được rồi đây. Được chưa nhỉ? Hả? Đây này. Là về ULLI deep này. Được chưa? Tiếp tục này, bây giờ đang có vấn đề như này. Đang có vấn đề là khi mà chúng ta hover vào thẻ A thì nó sang đường link đúng không? Thấy không? Nhưng mà hover vào ảnh thì không ra đường link, ra mỗi cái ảnh thôi. Được chưa? Ừ thì ai biết cũng biết là các bạn có giải pháp. Ý tôi là chúng ta phải để ý đến cả những cái chi tiết như thế này nữa. Hiểu không? Thế vì sao các bạn có nghĩ bao giờ nghĩ vì sao người ta đặt thẻ ảnh lại nằm trong thẻ A? Nó có lợi ích gì? Ờ đúng rồi. Một là người dùng thích kích vào ảnh hơn. Bởi vì cái ảnh nó tạo cho người ta một cái kích thích. Nên người ta thích vào cái ảnh hơn. Cái thứ hai nữa đó là
cái tỷ lệ cái có nghĩa là cái độ phủ của một cái đường link nó nhiều hơn, nó rộng hơn, được chưa? Cho nên là tỷ lệ được một cái link nào đấy trong trang được kích nó sẽ cao hơn, được chưa? Để một là kích thích người dùng, hai là giúp cái tỷ lệ những cái trang của trong trang web của chúng ta được truy cập vào nó tăng lên. Thì trong cái việc SEO website của chúng ta có biết SEO nhỉ? SEO ấy. Search Optimization Search Engine Optimization là tối ưu hóa cái công cụ tìm kiếm ở trong trang ấy, thì nó cũng dựa nhiều vào cái lượt truy cập của trang của chúng ta. Thì cái trang từ cái ảnh này truy cập vào một cái trang trong một cái đường dẫn khác trong cùng một trang nó cũng tính là một lượt view. Đúng không? Thì như vậy thì trang của chúng ta sẽ có nhiều lượt view hơn, nhiều traffic hơn. Thì chúng ta sẽ thường thường là đặt luôn cái thẻ IMG này trong một thẻ ad. Là bê cái IMG này vứt lên. Đó. Refresh. Được, IMG chúng ta đã có thể kích vào được. Được chưa? Đặt vào. Sau đó làm cái gì tiếp tính sau. Rồi, bây giờ thì chúng ta thử bỏ cho tôi cái min 2 và 200 pixel của cả hai thằng đi. Của hai thằng deep đi. Đó, nó sẽ rộng đúng bằng cái chiều dài của hai thằng con này. Được chưa? Đúng bằng chiều dài của hai thằng con. Tí nữa chúng ta muốn nó dài ra như thế nào thì chúng ta chỉ việc padding hoặc là margin nó ra ngoài là nó sẽ dài ra. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta trước hết là loại bỏ cho tôi cái chiều dài của hai thằng này đi. Cứ comment vào thôi, lúc nào dùng thì lại ăn comment. Sau đó là ở trong cái phần này nhìn thế này nó khá là thô bởi vì cái phần border đúng không? Dẹp luôn cái border đi. Xong. Nhưng mà các bạn nhìn này, nó đang sạt đến phần trên. Đúng không? Vậy giải quyết bằng cách nào? Thì chúng ta có thể là cái thẻ này, cái thẻ deep này, cái thẻ deep tra này, hoặc là menu unit, hoặc là cái thẻ deep tra to này. Chúng ta hoàn toàn có thể là margin bằng 20 pixel đi. Đẩy hẳn 20 pixel vào không. Đó, các bạn nhìn thấy nó tách ra, tách hẳn ra hai thằng ở trên đúng không? Tách hẳn ra hai thằng trên nhưng mà lại lỗi này. Thế thì không được rồi. Margin này không được rồi. Thử đổi thành padding. Đấy, padding. Thì là khi hover vào nó sẽ giữ được cái chỗ của chúng ta. Và cái thẻ A này xong như nhỉ? Chúng ta padding cho cái thẻ tra này nhá. Chúng ta sẽ thay vào đây. Thay vào cái chỗ này này. Hay có min 2 vừa rồi với comment ấy là padding 20 pixel 0 và chúng ta sẽ để cái display của nó là vẫn là để block đi, tí nữa chúng ta sửa sau display block. Và chúng ta bây giờ cái việc của chúng ta cực kỳ quan trọng đó là xóa hết 4 thằng còn lại đi và tiến hành duplicate cái mớ này ra thành 4 lần nữa. 1, 2, 3, 4. Xong, 4 thằng, chưa bỏ cái border. Đây, cái border đây. Trang của chúng ta bây giờ sẽ như này. Khi mà hover vào. Còn gì nữa không? Muốn làm gì nữa không? Chưa, tí nữa cứ từ từ thong thả. Còn gì nữa không? Border bên ngoài của cái này à? Thiếu cái gì? Bóc shadow. Ok. Bóc shadow cho thằng nào? UL nào? Thế này hả? Đâu nhỉ? Thế này hả? Bóc shadow. Bóc shadow là mấy? Mấy pixel? Bạn đặt là mấy? Không. 2 pixel. Từ từ bình tĩnh. Để tôi kéo lùi thằng này xuống một chút. Không này. 2 pixel. 1 pixel.
và một pixel nữa. Màu là màu SC, cách à? Vâng, EC đó, nhập đó. Biết cái border là dùng để làm gì không? Nhầm, cái box shadow dùng để làm gì không? Không, ừ ai biết là đổ bóng, nhưng mà tác động của nó với người dùng á, người ta sẽ nhìn thấy cái vùng mà có shadow của chúng ta nó còn cao hơn những cái vùng khác, tạo cho người ta một cái ảo giác nó sẽ cao hơn những cái thằng khác, được chưa? Và đây là cũng là một cách thay cho thằng border để giúp chúng ta có thể là phân biệt các cái vùng với nhau, bởi vì vùng màu này màu trắng, các vùng màu dưới nó cũng màu trắng, nếu mà không có box shadow thì nhìn nó rất là kinh, gần như không thể nhận biết được. Đây, tôi sẽ thêm cái box shadow vào trong này. Box shadow 0, 2, 1, 1. Box shadow là theo hướng nào có biết không? Trên trái gì? Tôi thử nhá. Cho thằng này thành 5 pixel. Đâu? Đi đâu rồi? Đây à? Ở đây à? Nhìn thấy không? Nó nhích ra đúng không? Không phải tự nhiên tôi hỏi đâu nhá. Hỏi để mà nhớ ấy. Nó sẽ vào theo là phải, phải, dưới, trái, trên. Được chưa? Tiếp theo này, đến thằng thứ hai này. Nếu nhìn thằng ở phía chân phía dưới nó dài đâu. Giờ thằng phía này. Đâu rồi, không nhìn này. À không phải, cái này là độ cái viền nó đổ ra. Cái này chỉ có hai cái thôi. Sorry các bạn, tôi nhớ nhầm đấy. Đây nhá, lưu ý nhầm một chút. Cái đổ bóng thì không phải là trên dưới trái phải. Mà như này này. Đổ bóng nó chỉ có hai tham số về vị trí. Đó là đổ hất ra phía ngoài và hất xuống phía dưới, được chưa? Còn hất sang bên nào là của hai cái thuộc tính bên này, được chưa? Ví dụ này, tôi giảm đi, các bạn nhìn thấy cái độ đậm nhạt của nó, được chưa? Nhìn càng cao nó càng mờ ra ngoài, đúng không? Cái vùng bóng nó càng dài. Còn cái này là cái gì? Đây. Bóng đổ vào trong. Được chưa? Bóng đổ vào trong, còn vùng này vùng đổ, bóng đổ ra ngoài. Như đấy, chúng ta refresh lại để cho nó khá là rõ ràng. Có cần hover vào một thẻ này nó chuyển màu không? Có. Rồi, không cần. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là set lại cái display block của thằng này thành display none. Refresh, hover. Được chưa? Và chúng ta có thể là nhân cái hình mô hình này lên trên các cái trang khác, à, các cái thẻ LI khác. Và copy, thu nhỏ vào, copy hết bằng này. Sau đó paste từ chân cái thẻ A này. Paste trên các thẻ A. Sau đó chúng ta có thể style tùy ý. Có thể thay đổi cái cách hiển thị cái nội dung ra. Đây. Trang của chúng ta đều có. Thấy chưa nhỉ? Đấy là xong cái phần gọi là tạm tạm, được 90% về cái phần menu thôi. Chưa gọi gì là nhiều cả. Ừ thì về mà làm chứ còn gì nữa. Sao? Ba cấp thì cũng code tương tự như vậy mà thôi. Nó không khác nhau đâu. Đều là absolute và display none. Cũng vậy thôi, thằng này hiển thị, thằng kia không hiển thị. Vậy thôi mà. Cũng giống y xì kệt cách chúng ta đang làm. Không ra ai hả? Rồi ok, tí nữa tôi sẽ giúp bạn. Rồi, xong cái phần menu. Với lại cái thằng này này, cái thằng dưới này nó có một cái phần mà đẩy nội dung ở đây đúng không? Nó có cái menu dọc ở bên này, đúng không? Thì cái đấy ấy, sau này các bạn mới học nó là bằng Ajax lốt nội dung cho phần này, cho phần content của nó, chứ không phải là lấy ra ngay đâu.
đấy sau này chưa, được chưa nhỉ? Tiếp theo đến phần dưới, dẹp có quảng cáo đi nhá, tôi không thích quảng cáo có trong trang. Đến phần này làm như nào? Làm nào? Đấy phần này. À, cho ảnh vào. Còn gì nữa không? Rồi. Ok, tôi sẽ kết thúc cái phần header, nó xong header rồi nhá. Chúng ta hết header rồi này, bây giờ đến phần section ở phía dưới đúng không? Một thằng côn 8, côn 6 blue blue cái gì này. Bây giờ chơi đến cái thằng hot new là thằng côn 8 BG blue. Tôi sẽ thử thêm vài cái tag vào đây là biết nó có blue hay không. Thằng này là gray. Xếp xuống. Được chưa? Một thằng là blue, một thằng là blue, một thằng là gray ở đây rồi. Được chưa? Nhưng mà nó lại đang có vấn đề, thằng này cũng không nằm trong cái vùng an toàn của chúng ta ở trong ở giữa trạng. Đúng không? Như này ấy, nếu mà sau này các bạn biết có cái màn hình không, nó tỷ lệ là 21:9 không? Nó dài ngoãng đây này. Có để ý không? Nếu mà cái đấy mà chạy web thì buồn cười lắm. Mà chúng ta mà để nguyên như này thì là một cái nó dài bằng này, một cái còn lại nó dài bằng này. Thì rất là buồn cười. Thì chúng ta phải nhét cái thằng này vào, nhét cái phần đâu nhỉ? Đây, nhét cái mớ này này. Nhét cái phần này vào trong một cái thẻ tra. Đây, có thể là hot new này. Thì chúng ta có thể là đặt cho nó một cái class là container vào trong này. Đặt nó vào trong. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là nó bị thụt vào trong. Được chưa nhỉ? Xếp xuống. Ôi chết mẹ, nhầm rồi. Lỡ tay tải về. Căn tay căn chú nét. Rồi. Thì chúng ta đã có hai cái vùng rồi. Bây giờ phân chia nó như thế nào? À, phân chia vùng rồi. Bây giờ chúng ta nhét vào trong này những cái gì? Thì đầu tiên là chúng ta có phải copy cho tôi vài cái ảnh của nó về đã. Ảnh xấu thế nhỉ? Sao lại bị ngắn này? Ảnh này bị lỗi sao? Không phải. Ảnh nó bị ngắn. Nó bị ngắn. Không phải đâu. Đây là nó phải giống như bên này này. Thế à? Điều. Để coi Firefox nhá. Chả có nhẹ. Thấy chưa? Chẳng liên quan đến tỷ lệ gì cả. Đây là tôi đang dùng cái tỷ lệ của máy chiếu, chứ không phải tỷ lệ màn hình của máy tôi đâu. Cái gì? Thôi rồi, bỏ qua đi. Chúng ta copy cái ảnh này về. Kéo cái ảnh này về đã. Đây, rau củ quả. Copy. Về tới đây. Lấy cái ảnh này về. Save as. Đây là rau quả. Rau gạch ngang quả. Rồi. Hai cái ảnh bên kia nữa. Đây là nước cam à? Nước chanh. Cái gì tai này trời. Cốc viên gì nào nhỉ? Cốc tai. Đây này. Xếp xuống. Còn ảnh còn lại là cái ảnh về kem đúng không? Copy. Quét vào đây. Quét kem. Xong. Xong ba cái. Bây giờ nhét nó xuống như nào. Đâu có đơn nào. Giờ sao? Làm sao để nhét được cái ảnh vào? Hả? À, sao lại dùng background? Ai bảo thế? Nó link mà, nhìn ở trên giao diện mà, đây này. Đây nhá, xem nhá. Đây này. Đây này. Có thể IMG mà. Giờ sao? Đơn giản chỉ cho vào thẻ A. Quét bằng thăng. Trong này là cái ảnh à?
src bằng public image sược rau quả chấm jpg này thôi hả? À, nhầm bên này chứ sai hướng dẫn à, rau gạch ngang quả bắp ở đây đây, cái này có đúng không? 100% rồi đấy chứ, nó chiếm đúng 2/3 thế. Hả? À? Xanh xanh ở đây tôi chả biết là gì. Nó là gì của thẻ A, text của thẻ A. Tí nữa chúng ta thêm chữ vào là nó sẽ bỏ đi. Hoặc chúng ta bỏ cái background đi là mất mà. Đấy, bỏ cái background blue đi là mất này. Thẻ A nó luôn luôn có một khoảng cách nhất định. Đẩy xuống dưới. Rồi, xong một thằng. Sao nữa? Xong chưa? Xong á, thế mà xong á. Chuẩn bị xuống được tát trong phát bây giờ chứ. Nào nữa? Cái gì á? Cái gì? Deep đầu, deep vào đâu? Dưới thẻ A, thẻ deep. Đây là class là relate. Link relate title. Đây là lại thẻ A đúng không? Thằng này. Tôi đi copy cái rau củ quả, những loại rau quả không nên ăn nhiều trong mùa hè. Về từ đây. Rồi. Xong chưa? Này hết rồi gì? Xong chưa? Đấy. Đây nó bị tịt dưới này này. Bị tịt dưới này. Giờ làm sao? Làm sao để cho nó không bị tịt dưới mà nó lên trên cái ảnh. Đấy. Làm sao để đẩy nó lên. Ê nó mới khó. Làm sao? Không thích. Làm sao người A làm sao mà được. Làm sao? Cho cái thằng này lên trên này. Trời ơi. Đây là cho cái thằng này lên trên, có nhìn thấy nó chiếm lên trên, nó đè lên trên cái ảnh không? Cái này nó phải là thằng này là relative. Còn cái thằng relate con relate title này, trời ạ. Đây. Đây là tôi xuống phần content nhá. Đây là content. Thì chúng ta sẽ có cái thẻ cái class relate này bằng position bằng absolute. Left không, right không để nó chiếm hết. Có min 2 bằng khoảng rơi vào tầm khoảng 70, làm gì đến 200. Bằng này mà 200 pixel á. Tôi dự đoán là rơi vào tầm khoảng 70 pixel. Background là màu đen 000. Nó có cái opacity bằng 0.6 thì phải. Đoán thế. Đây giờ xem này này. Ủa, à quên nhầm, bottom nữa. Bottom 0. Lên trên chưa? Nó đè lên trên chưa? Được chưa? Bây giờ đẩy lùi nó lên trên tí nữa. Đây tí nữa set lại cái background cái màu chữ. Cho cái thằng chờ tí. Đây. Đây là opacity chắc là thằng này chỉ là 0.4 thôi. Đấy, nó chỉ như này thôi. Khổ lắm. Được chưa? Thì thế nó mới đẩy, nó mới đè lên trên cái ảnh. Mà cái ảnh cũng không cần phải là background. Đây code đây. Phần này nó là như thế này. Thế thì đẩy code lên cho các bạn lấy làm cho nó nhanh. Code đây. Dựng xong cái trang chủ của chúng ta thấy cái skill về CS của nó lên rất là nhiều.
trong. Cái này quên mất sửa lại còn 0.4. Ở trong cái phần relate title này thì chúng ta có cái thẻ A, nó sẽ có cái màu, màu chữ là màu gì, xem cho tôi cái trắng à, đúng không? Phông à, phông size là bao nhiêu? Có set cho chữ to hơn không? Phông size là bao nhiêu? 20 pixel béo quá. Có vẻ hợp lý đấy. Và padding, padding left bằng 10 pixel. Display block để cho nó chiếm hết cả dòng đi. Nó chiếm hết cái dòng này đi. Nhưng mà có vẻ chữ M quá nhỉ. Đấy, chữ mình rất là mờ. Mình thử cái opacity bằng 1. Không được à? Sao chữ nó lại không mờ được? Chữ nó sao của nó chữ không bị mờ? Color cũng vậy mà. Đây, deep info nhé. Background color. À, nó dùng background color là RGB. Các quái mình đâu, Z index chẳng liên quan. Background này, background alpha, dùng cái background này xem nào. Chờ tôi chút nhé. Background alpha là tổ hợp của background, background và opacity mà. Color bằng màu trắng, thử xem có đỡ hơn không. À đúng, đúng thật, đúng thật. Background alpha. Bỏ color, phải dùng background alpha thì text nó sẽ không bị ảnh hưởng. Đây, chúng ta sử dụng cái background RGBA này nhé. Từ Excel, sau đó có cái display bằng block, padding left bằng 10 pixel. Display block bỏ đi. Còn cái đoạn số lượt view ở dưới các bạn tự làm nhé. Cái đấy ném vào đấy một cái icon và một con số bất kỳ, chữ view phát là xong. Xong chưa? Refresh. Tiếp theo đến thằng này bên này sao? Làm nào? Làm nào để cho nó nhét cái ảnh này vào được mà nó dài đúng bằng nửa, hai thằng cộng vào đúng bằng cái thằng kia. Đây, hai thằng này làm sao cộng vào nó dài đúng bằng thằng này? Nghĩ thử nào. Làm sao để nó cộng vào là dài đúng bằng thằng của nợ bên cạnh. Ừ. Hai cái dipcon. Rồi sao nữa?
inline table. Sao nữa? Còn gì nữa không? Float left này, để tôi ngó tôi soi xem của nó là như thế nào. Xem có cái thủ thuật gì không? Thực ra cái này để cho hai thằng nó bằng nhau á thì nó có một cái trò như này. Chúng ta có một cái thuộc tính display là display flex. Display flex set cho cái chiều dài của thằng cha chứa hai cái cột này. Thì là tự động độ dài của hai thằng sẽ bằng nhau. Được chưa? Thử cái nhá. Chúng ta sẽ có cái thằng đây này. Container này đúng không? Hot new này đúng không? Copy này. Tôi sẽ set style cho thằng hot new. Chúng ta sẽ có display là flex. Đây chúng ta ngó cái nhá. Ôi giời ơi, cái gì đây? Sao lại có cả ZKK add thế này? Để xem thằng này nó chứa những cái thằng nào. Ở đây nó chứa cả BG green. Thế không được rồi. Chúng ta không set ở trong hot new này được. Bỏ cái này đi. Chờ một chút, chúng ta sẽ set cho cái đây cái 8 và 4 nhá, cắt ra. Một cái div có class là flex content. Về thằng này xuống. Chúng ta sẽ copy cái flex content này. Display là bằng flex. Bên đang ngó cái. Thấy không? Nhìn thấy không? Thằng này thằng màu xanh này, thằng này màu xám này. Bây giờ thằng này chỉ có độ rộng, cái nội dung nó chỉ bằng này thôi. Nhưng bởi vì nó là con của thằng display flex, cho nên là hai thằng nó sẽ luôn luôn có cái chiều dài, chiều cao bằng nhau. Được chưa? Và nó set được cái chiều rộng nữa. Dựa vào cái width chúng ta quy định. Thế là bây giờ chúng ta có chiều cao này. Và chiều cao hai thằng bằng nhau này. Bây giờ làm sao để chia cho hai thằng con của nó bằng nhau nữa? Thử cái nhá. Display bằng 4. Bỏ cái BG gray này đi đã. Đây là test 1. Chúng ta làm class test thôi. Đây là class là test. Cũng test 1 nữa luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên như này. Côn bằng 4. Không được. Côn bằng 4 thì ở trong này chúng ta sẽ phải có hai class nữa. Và hai cái div con nữa. Div đây là class bằng unit test mode. Viết text trong này. Duplicate đây. Và chúng ta có hai thằng liền nhau đúng không? Bởi vì tôi đã bỏ cái background rồi cho nên chúng ta không nhìn cái màu xám nữa đâu. Nếu mà giữ lại cái BG trừ gray, chúng ta nhìn thấy cái background màu xám của nó. Bây giờ tôi nhét được hai thằng icon vào trong rồi này. À, hai thằng text ở vào trong rồi này. Bây giờ set thử nhá. Set thử tiếp. Unit test 1 là thằng ở phía trên. Đây thằng này này, thằng phía trên này này. Tôi sẽ thử cho nó một cái là 2 bằng 50%. Nhìn nó đúng 100% không? 50% không? Sau đó là overflow y là hidden. Là tất cả những cái thằng mà có text dài hơn cái này thì sẽ bị giấu đi. Chúng ta thử, tôi thử edit cho nó dài ra nhá. Thẻ BR nữa này. Đây là thằng em, thằng dưới, thằng trên đây. Edit HTML này. Cho thật ra dài ra. Đó. Nó chỉ dài đúng đến 50% của nó thôi là xong. Đây là tôi sẽ set cái thằng đây là thằng test content 2. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó chỉ dài đến đúng cái mức này. Lúc nãy tôi làm hơn 20 cái không? 20 cái như này.
mà nó chỉ dài được đến đây thôi, nó không thể dài hơn được nữa. Thế vậy cái này có lợi ích gì cho chúng ta? Đó là chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được cái việc là đây nó sẽ như này. Vẽ ra nhá. Đây là cái màn hình, chúng ta một cái thẻ chiếm hết độ rộng màn hình này. Hai cái thẻ này thằng là 8, thằng là 4. Chúng ta set cho cái thẻ thuộc tính của cái thẻ bao ngoài này. Display và là flex. Cái thuộc tính này sẽ giúp làm cho cái chiều rộng và chiều dài, chiều cao của thẻ bên này và thẻ bên này bằng nhau, luôn luôn bằng nhau. Sau đó làm sao bây giờ làm sao để chia được cho thằng này hai thằng con nó có độ tổng, độ rộng, có độ dài, độ cao bằng cái thằng bên này. Thì chúng ta mỗi một thằng con này chúng ta xét cho nó thuộc tính là 2 bằng 50%, 2.50%. Và chúng ta có thêm cái thuộc tính là overflow y là 2 lần. Tức là bây giờ các bạn có cái ảnh chiều rộng bằng này nhưng mà tỷ lệ ảnh theo đúng tỷ lệ ảnh đã, thì cái chiều cao của nó phải dài đến đây thôi, hiểu không? Nhưng bây giờ khi các bạn nhét cái ảnh vào đây thì là cái ảnh có mặc định cái độ rộng là 100%, thì theo đúng tỷ lệ nó phải dài đến đây. Nhưng bây giờ chúng ta đang có cái overflow là y và 2 lần, tức là cái phần phía dưới này của cái ảnh sẽ bị cắt đi. Nó cắt ảnh đi nhưng mà không giấu, nó giấu đi, nó không hiển thị, nó không hiển thị cái phần thừa bên ngoài này đi, đúng không? Chính xác, nó là như vậy. Thế làm cách này thì nó sẽ giúp chúng ta là luôn luôn có sinh được luôn luôn hai cái thẻ ở bên cạnh, nó bằng được tổng độ dài của nó sẽ bằng được cái thẻ nó bằng cái ảnh lớn bên này. Giờ đây là một cái thủ thuật. Cái gì? Chúng ta. Chúng ta. Đấy. Max 2. Một là 2, 2 là max 2. Chứ không, nếu mà min 2, nếu max 2 nhá. Nếu mà max 2 bạn nhét vào đây một cái ảnh, tức là bạn nhét vào đây một cái ảnh nhưng mà tỷ lệ của nó chỉ đến đây thôi, thì là cái thẻ ở phía trên nó rộng đúng bằng này. Còn cái thẻ ở dưới nó bị đẩy lên trên, nó còn trồi ra cái đoạn này là không dùng, đúng không? Đúng chưa? Chính xác không? Và ở cái này nó cố tình thiết kế như vậy ấy. Cố tình thiết kế này, nếu mà cái ảnh có ngắn đến đây này, nếu mà cái ảnh có ngắn đến đây thì chúng ta có một cái thẻ viết chữ ở đây rồi, cho nên nó phần nào đỡ đi, đúng không? Còn quan trọng nhất thì vẫn cứ phải là cái tỷ lệ ảnh của những cái ảnh nó đưa vào, tỷ lệ nó đúng với nhau thì là nó sẽ tự động là nó dài bằng nhau luôn, không có gì cả. Thì ở đây tôi sẽ để là cái, tôi bỏ cái BG Gray đi nhá. Tôi sẽ để trong này một cái thẻ class, đặt tên class là cái gì bây giờ ta? Đây là 50 unit. Unit 50, 50. Unit 2. 2 viết như nào nhỉ? Ở đây có chữ T. Unit 250 như này. Copy vào đây. Quang vào. Oh shit. Flex content. Quang cái này đi. Bên dưới này. Unit 250 chúng ta sẽ có thuộc tính là 2 bằng 50%. Overflow E bằng 2 lần. Overflow E bằng 2 lần. Và nếu thích nữa, lười viết cái relative thì chúng ta có cái position relative vào đây nữa. Đằng nào chúng ta sẽ có một cái phần text ở phía dưới ảnh mà, nên ném luôn vào đây được. Thank you.
Được chưa? Xong. Bây giờ thì ném ảnh vào đây thôi. Lại có một cái deep. Đây là cái gì nhỉ? Đấy, tôi để class là gì nhỉ? Đâu, đây là thẻ A chứ. Đây là thẻ A. Sorry các bạn, tôi copy cái này vào. Đây. Vứt luôn cái trên xuống. Ở đây để là cái gì nhỉ? Cốc tai JPG. Cốc tai.JPG. Ở dưới kia nữa cũng có một cái thẻ như vậy. Ở đây là kem que JPG. Giờ chúng ta ngó cái xem nó như thế nào. Đúng chưa? Nó hơi thấp hơn một chút. Bởi vì nó ở bên này nó dôi ra này, dôi ra cái rìa thẻ A. Đây này các bạn nhìn này, ảnh nó ngắn. Nhìn thấy không? Cái phần này là do ảnh nó ngắn. Để coi nào, xem cái đoạn đen đen ô cái gì đây. What the hell? Ồ, oh, cái này hay này. Ờ, hay thật. À đây, do cái thằng là đây. Do cái thằng là unit lang này tôi chưa copy paste sang bên kia. Đây, cái này vẫn đang để unit test 1. Đây mới hay. Đây. Nhưng mà làm sao nó lại có cái gạch chân này nhỉ? Cái chân này là cái gì? What the hell? Không hết rồi mà. After. Chẳng liên quan. À, của nó bị giống như của tôi bởi vì hai cái ảnh này cộng vào nó dài hơn cái chiều dài bên này. Đây, giống hệt nhau. Để tôi coi xem là cái này nó bị làm sao mà nó lại rồi ra cái dấu gạch chân ở phía dưới, không biết. Cái này. Cái này là cái gì nhỉ? Nhân 18. Đây là IMG. Mà thẻ A này lại có là cái độ dài của nó để là 18 thôi. IMG là 100%. Đúng rồi. Nhưng mà cái thẻ A này này, nhìn thấy thẻ A nó chiếm có bao nhiêu không? Thấy không? 646,66 nhân với lại 18 pixel. Và chiều dài là của nó chỉ 18 pixel thôi. Để coi lại xem nó vấn đề là cái gì. Đến lên trên rồi đấy. Vertical line top đấy. Ê, nó mới hay, đã không hiểu vì sao cái thẻ A này nó lại có cái chiều dài chỉ có bằng này. Điều nhỉ? Thôi kệ đi, để vậy đã, tí về tôi check sau. Đây, cái phần bên này, thì chúng ta cũng có cái kết quả tương tự như vậy đúng không? Nhưng mà chúng ta nên để cho, bởi vì text ở bên này này. Ủa? Không sai nó bằng nhau à? Không sai nó bằng nhau. Thì chúng ta nên cho chữ nó nhỏ lại tí nữa. Không nên để chữ to quá như này. Để rơi vào tầm khoảng 20. 20 pixel, 21 pixel. Để vào tầm 21 pixel thôi nhá. Đây. 21 pixel. Nhưng mà chúng ta nhìn này. Cái phông chữ của chúng ta ấy, biết đây là loại phông gì không? Biết đây là phông chữ gì không? Đây là loại
gì? Sans serif. Không quan tâm nó là loại gì, nhưng mà kiểu chữ của nó là kiểu sans serif. Những cái kiểu loại là phông chữ có chân như này này. Đây là những cái nhìn cái nhìn kỹ cái rìa của cái chữ N, chữ L, chữ A không? Nó là loại chữ có chân. Mà cái loại chữ có chân này này thì nó phù hợp với những cái thể loại văn bản trang trọng hơn so với là một trang web tin tức. Được chưa? Với báo chí thì người ta không bao giờ người ta sử dụng cái loại phông chữ này. Chỉ trừ chúng ta amateur mới dùng thôi. Bởi chúng ta lười, chúng ta không để ý đến những cái chi tiết nhỏ như này. Thì chúng ta có thể là dùng một cái phông khác để làm cái nội dung cho website của mình. Thì ví dụ như tôi sẽ lên trang này, tôi lấy phông về này. phong.google.com. Phông này phông SC nhỉ. Không vào được luôn. Phông SC này. Rồi đây rồi, ra được phông rồi. Rồi. Roboto. Cái thằng này rất là hay được dùng này. Roboto này rất hay được dùng luôn. Open Sans này cũng hay được dùng này, để tôi kiếm cái nào đẹp đẹp tí. Các bạn thích dùng thằng nào? Thôi khỏi phải tải. Thằng này có sẵn nhưng không phải tải. Hay là dùng thằng này? Nhìn đẹp mà. Thôi dùng thằng Roboto đi nhá. Kích vào đây. Sau các bạn tải về, download. Tôi hướng dẫn các bạn nhúng phông. Hả? Nhúng vào website chứ trình duyệt chỉnh chiếc gì? Đây. Đây vào download này. Nó có cái Roboto zip này. Được chưa? Đấy. Copy. Xong rồi quăng vào trong cái project của chúng ta ấy. Ví dụ như đây đang có thằng public đúng không? Tôi tạo thêm một thư mục nữa tên là phông. Vệt cái thằng Roboto kia vào đây. Xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhét cái thằng này vào. Đây có phông này. Thì kéo lên trên đầu ấy. Chúng ta có cái A còng phông phây. Phông phây bằng phông phông gạch ngang family, tên là Google Roboto chẳng hạn, URL thế nào nhỉ, quên bố mất cái cách dùng phông phây rồi. CNS a còng phông phây. SRC. SRC. SRC bằng à, hai chấm URL cho đến cái đường dẫn đến cái phông đấy. Nhưng mà URL này này, lưu ý URL này là tính từ file CSS này nhá. Các bạn lưu ý URL này là tính từ cái file CSS này đến cái đường dẫn đến cho cái đến cái phông. Sao lại như này nhỉ? Đây, đường dẫn đến cái phông á. Thì ví dụ như kiểu tôi lấy là Roboto Lite nhá. Không thì Medium đi. Medium. Thì tôi sẽ sử dụng như này. Là chấm sược và chấm chấm lùi ra cái này là ra thư mục public đúng không? Xong đến phông sược Roboto sược Roboto trừ regular đi. regular.ttf. Xong đây là cái đường dẫn có cái phông. Sau đó là ở trong cái sao này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng là phông family là bằng chính cái phông chúng ta định nghĩa đặt tên cho nó để Google Roboto. Family đường dẫn
Nếu mà chúng ta tử tế mà cẩn thận, chúng ta có thể đặt vào đây cái string cũng được. Được chưa? Còn không thì cứ để thẳng bên kia là xong. Đây, nó để thẳng, toàn để thẳng này. Chúng ta có thể để string hoặc là để thẳng như này cũng được. Tùy các bạn. Xong chúng ta test. Thấy không? Không còn chân nữa đúng không? Và bất cứ chỗ nào nó cũng thành cái kiểu phông đấy. Ồ, lỗi này. Hover ở đây không ra cái đường dẫn này. Làm sao bị cái ảnh nó đè lên đúng không? Đang bị cái ảnh kia nó đè lên. Bây giờ làm nào? Nhúng phông xong chưa? Tôi để nguyên cho các bạn nhúng phông đấy nhá. Sau một tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải cứu cái thằng của nó kia. Giải nén nó copy vào. Nhúng cái phông vào. Có những cái phông nó rất là đắt tiền, mua tốn tiền lắm. Và chỉ áp dụng cho mỗi một trang. Được chưa? Nhúng được phông chưa? Đúng phông vào. Ừ. Không được à? Không chưa? Ừ? Cái gì? Nó bảo lỗi gì đó? Thank you.
số 1 không ấy. Họa nào bị đẹp phải không? Đây là đúng là có bạn họ người khác cũng bình thường mà đẹp. Sao tức là tách hai file phải chết vậy cũng vậy nó sẽ gọi cái nào trước sẽ để đổ tiền. Rồi đấy còn sau mà còn sau thì làm sao trên này áp dụng được. Chưa. Ờ, thế là làm chạy. À gọi bên kia không có đi rồi hả? Đã luôn có tất cả, sao? Tất cả thẻ này. Và thế là gì? Ở đây chung này là mình tự đặt nó. Mình tự đặt. Đặt tên nó của đấy kìa. Rồi vào đây. Không chưa? Ôi đâu cái phong đâu con vật như thế này đâu sao lại hai cái vai chấm này toàn những lỗi sơ đẳng thôi ạ. Chưa được, chưa được đây xem đi nó phải ra ngoài thư mục chứa và thư mục chia đấy sẽ có đấy. Được chưa? Tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta đã áp dụng được cái phông này. Nhưng mà bây giờ cái thẻ của chúng ta nó đang có vấn đề. Vấn đề đơn giản là nó đang không hiển thị những cái hover vào đây, nó không hiển thị cái xuống dưới. Cái vấn đề này giải quyết cực kỳ dễ. Đó là chúng ta vào cái NAV deep, cho đến deep này. Đây. Chúng ta cho nó set cho nó cái Z index nữa. Z index bằng 100 hoặc bằng 1, 2, 3 gì đấy, miễn sao nó lên là được. Dạ, yeah. Z-index là độ ưu tiên nổi lên trên. Cứ cho hẳn 100, 200, 300 gì đấy. Nhét các bạn. Nó sẽ tự động nó nổi lên trên. Dạ, yeah, tôi đẩy code lên nhá. Rồi xong hai phần này. Hình như còn chưa cách nhau ra một tí đúng không? Thank you.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên cái thẻ, thẻ bên này là thẻ gì? Unit 2. Đây thẻ con 4 của chúng ta. Thẻ flex, flex content này này. Flex content này. Flex content nhá. Flex content cách class là con -4. Chúng ta sẽ có cái padding -left bằng 10 pixel ra. Nó sẽ cách ra như này, nhìn trang nó thoáng hơn thì được chưa? Nhìn trang cho nó thoáng hơn một chút. Nhưng mà chỉ có cái nào có display thì mới flex được nha, chứ đừng display flex thì mới padding được nha. Không phải là thằng nào cũng làm được đâu. Tôi nhỏ thử thêm thằng này thêm nhiều tí không có được gì không? Được, chắc là chỉ được 10 pixel. Padding nó lùi dần cách ra một tí. Ngoài ra cái thằng flex content này, flex content này, này chúng ta sẽ có thể là margin top bằng 20 pixel cách đoạn trên nó ra. Đẩy xa hẳn ra. Nhìn nó trang nó thoáng. Tiếp tục đến hai phần dưới thì sao? Hai phần dưới này thì sao? Làm giống y hệt, chỉ khác mỗi cái cồn. Chúng ta thử cồn 4, cồn 8 này. Đây, chúng ta còn cái thẻ ở dưới nữa, 2 thằng 66 này đúng không? Chúng ta sẽ nhét nhét cái này vào đây. Copy paste vào trong này và sửa cái BG green này thành relative. Đây được một nửa rồi đây. Và sửa cái thằng và chúng ta duplicate thằng này lên một lần nữa. Và xóa cái thằng côn 6 BG red đi. Có hai trang. Và chúng ta bây giờ nếu mà muốn nó ngắn lại ấy thì chúng ta chỉ đơn giản là so thay cái ảnh khác có cái tỷ lệ nó ngắn hơn chút là được. Ví dụ như tôi sẽ đi copy cái ảnh này. Gia đình. Thay bằng gia đình. Ở trên thay bằng gia đình. Ảnh nó cũng to thế. Đặc đếch gì. Cũng vậy. Cũng vậy mà. Ai nó chiếm 50%. Muốn cách nó ra thì chúng ta lại nhét thêm cái, nhét hai thằng này vào trong cái display flex. Và style cho nó. Deep. Có class là bằng flex gì nhỉ? Flex content và cho thằng này hai thằng kia vào trong. Và tí nữa chúng ta sẽ style cho nó lại flex content côn 6 chẳng hạn. Nhét vào trong flex content này. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có flex content. Đây là tôi để là padding. Tôi cái này bỏ qua đi, dẹp cái này đi. Tôi sẽ để thêm một class nữa là padding PAD left -10. Chúng ta sẽ có thuộc tính là padding left bằng 10 pixel. Thì tôi ở đây tôi để cái thằng là thay cho cái thằng côn 4 lúc nãy. Ở đây tôi sẽ để là PAD -left -10. Tôi copy cái này xuống tôi paste vào thằng này. Thứ hai đúng không?
đó, nó tách nhau ra. Có tách xa phần trên này, có tách xa không nhỉ? Của nó tách khá là gần. Đây, trang của chúng ta đây. Thì nó cũng không có hợp lý lắm, tôi không thích kiểu này lắm. Tôi muốn nó cách gần đi. Flex content, chuyển xuống 10. Để này hợp lý hơn. Trên này có hợp lý. Flex content, chuyển thành 10. Yeah, tôi để cốt lên nhá. Chờ xong cái hot new. Các bạn chủ yếu là nhìn cái cách tôi xử lý cái CSS như nào thôi. Còn sau này chúng ta tôi sẽ để thời gian chúng ta ngồi dựng cho tôi một bài. Bài trên PSD, tôi đi kiếm PSD để cho các bạn dựng. Chưa? Lấy ra đi, dựng ra được, hiển thị xong đi. Không nhá, số phần tiếp nhá. Tiếp theo là cái gì? Phần này thì dễ quá rồi. Đúng không? Quá dễ rồi. Cho các bạn là 30 phút có làm xong không? Phần này. Estimate đi, làm cái gì cũng phải estimate được thời gian mình có thể hoàn thành nó. 30 phút có làm được không? Ông làm xong thì nói làm gì? Nào ai làm xong, tự tin làm xong được trang này trong 30 phút nào? Không đấy, cái này, mỗi cái phần ẩm thực này thôi. Đây ạ. À. Mỗi phần này thôi. Cái này độ khó của nó chỉ là cái này, background này. Cái này. Hết, còn lại chúng ta có thể dùng lại được khá nhiều thứ. Mấy thằng này là pull float này, float xong padding nó ra, à margin nó ra. Xong còn cái thằng này trong một cái thẻ chứa ảnh này, nó sẽ có một cái ảnh và có một cái div nữa. Thẻ chứa ảnh thì sẽ có position là relative. Sau đó cái div chứa cái nội dung cái hình trái tim này thì có position là absolute để bo thành hình tròn thì chúng ta có border radius để content nó chuyển sang màu xám như này thì chúng ta có RGBA. Đúng không? Và nhắc vào đây một cái icon của Phong Awesome là xong. Còn cái đoạn dưới này thì không có cái vẹo gì cả. Dễ ỏm. 30 phút nhá. Làm thử thế nào. Luôn. Nếu bạn nào chưa xong cái code kia thì có phải kéo code tôi về từ trên GitHub. Tôi đẩy code lên rồi đấy. Các bạn kéo code về. Và code trên này. Chim bé này nhận được. Anh đi mua bao nhiêu?
Hiểu không? 9 triệu. Ủa? Mua đâu vậy? Bây giờ năm mấy? Đi cuối không? Năm mươi 5 năm mới nơi rồi. Làm tôi phải làm được nha. Không có thiếu đầy số lượng pin đâu. Lần qua thiếu đầy thì cho con chuẩn gì à?
Thank you.
Xong nhá, có ai xong nhá? Ngoài mình, ngoài ông bạn tên là gì? Hả? Văn. Xong. Quay đây nào. Có, hover vào bên kia xem đổi màu. Một người, hai người. Bây giờ là vừa tròn 30 phút. Hai ngày sau các bạn còn lại có hình dung được cần phải làm những cái gì không? Cái quan trọng nhất là chúng ta phải biết khi mà được giao một công việc, chúng ta cần phải biết mình làm cần phải làm gì. Đấy là quan trọng nhất. Còn làm chậm làm nhanh phụ thuộc kỹ năng. Thế từ từ có thể sửa được. Nên là chúng ta tìm cho mình con đường này đi nhanh cực. Chẳng qua là luyện thêm kỹ năng lên là xong. Hả? Cái gì mà trắng xóa? Ném cái trái tim lên vào một thẻ A. Sau đó set cái color cho nó thành màu trắng, tự nhiên nó sẽ thành màu trắng. Trái tim nên nó là cái thẻ Y đúng không?
ném thẻ y trong thẻ tôi test nhá, test thử nhá. Đây ví dụ trong cái mớ này nhá, đúng không, tôi test trong đây nhá. Đây loại rau củ ăn nhiều trong mùa hè, tôi thêm một cái thẻ y nữa. Y có thể y chưa, màu trắng chưa, nhét thẻ y vào trong thẻ A, sau đó set cho nó cái color position. Relative dòng cha nó chưa? Position thì phải có đủ bộ relative và absolute thì nó mới xác định được. Bài tập về nhà hôm nay của chúng ta sẽ là toàn bộ phần còn lại của body, từ phần ẩm thực xuống đến hết phần khám phá. Còn cái phần khó nhất là phần footer để sau khi làm. Phần đấy là phần dễ nhất thì nó là. Sau đó là đến buổi sau chúng ta sẽ chuyển sang học chữa xong nốt cái phần này, chúng ta chuyển sang JavaScript. Chuyển sang JavaScript và tất nhiên các bạn sẽ có bài buổi sau nữa là làm tất cả các trang. Ví dụ trang danh mục và một trang danh mục. Đây. Khi vào trang danh mục. Ui dồi ôi, mạng chậm quá. Đây này, khi vào trang danh mục thì nó sẽ là trong một trang tin tức nhá, bao giờ cũng sẽ có những trang sau này. Đầu tiên là trang chủ, sau đó trang danh sách tin tức, list new là cái bài là cái danh sách dạng như này, nó sẽ hiển thị ra danh sách tất cả các bài viết theo có thể là một cột, đây là module, đây là cái layout hai cột này, hoặc là có thể là một cột. Sau đó ở dưới cùng của trang sẽ có cái phần số 1, 2, 3 này gọi là cái gì? Đúng rồi, phân trang. Bọn tôi hay gọi nó là pagination. Cũng là phân trang nhưng nói tiếng Anh, nói cho nó nhanh. Paging, hay gọi là paging. Thế nhỉ? Tiếp theo nữa là trang chi tiết. Đây là 3 trang cơ bản nhất của một bài viết. Một trang báo có dạng tin tức. Trang tiếp theo là trang tin tức, trang chi tiết bài viết này. Được chưa? Trang nữa là trang về phần này nó không có, nhưng mà nhiều trang nó có cái phần phần feedback, nhận feedback, phản hồi ấy. Thấy chưa? Thì ở cái feedback đấy thì chúng ta hay nhét vào đấy một cái map, Google Map, và ở dưới nó có một cái form, đúng không? Cái form để thu thập thông tin những cái phản hồi nhận xét của khách hàng, đúng không? Hay là feedback là để liên hệ đặt quảng cáo chẳng hạn. Nó thường thường nó có một trang như vậy. Đấy là trang thứ tư. Trang thứ năm là trang này, gia đình. Trang thứ năm là trang tìm kiếm. Không ra gì cả. Trung thu. Trang này không có. Điêu. Bình thường ấy, tất cả các trang nó đều có cái phần tìm kiếm, ví dụ như để tôi kiếm ra nào, ví dụ như kiểu là VN Express Net. Thì chúng ta còn cái layout cuối cùng nữa là layout tìm kiếm. Cái layout tìm kiếm ấy thường thường nó gần giống như trang danh sách bài viết, nhưng nó sẽ có thêm một cái thứ người ta gọi là filter. Filter là sắp xếp bài viết theo thứ tự mới nhất này. Sắp xếp theo nhiều người đọc nhất, nhiều người view nhất, đúng không? Mới nhất, cũ nhất, rồi thì nhiều người view nhất, thì đấy là trang tìm kiếm. Nó có thêm một cái filter nữa, đến 5 trang cơ bản của một trang tin tức. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta vào một trang giỏ hàng, thì các bạn thử kể tôi xem một trang một hàng quên nhập, một trang thương mại điện tử thì nó có những cái trang gì? Trang chủ là một này, dẹp, không có trang nào gọi là trang product. Chi tiết sản phẩm. Chi tiết sản phẩm. Danh mục sản phẩm. Đúng rồi, category. Gì nữa?
tìm kiếm sản phẩm gì nữa? Giỏ hàng. Giỏ hàng đã rồi mới có thanh toán, đúng không? Giỏ hàng và thanh toán là 6 trạm. Còn gì nữa? Gì nữa? Vẫn còn nhá. Gì nữa? Nghĩ thử nào. Cứ nghiên cứu đi, các bạn phải nghiên cứu những cái cuốn này này, đề này. Để chuẩn bị để sau này mình còn đi làm chứ. Mà thường thường ấy là khi mà chúng ta đi làm ấy rất hiếm khi chúng ta được làm trang nào liên quan đến tin tức. Hiếm cực kỳ luôn, tin tức là trang rất là dễ nhất của đất luôn. Bởi vì số lượng cái layout nó không nhiều. Nó chỉ nặng là nặng ở phía phần backend, phía phần quản trị ấy thì nó nặng. Chứ còn ở frontend nó chả có cái mẹo gì cả. Thấy chưa? Làm ấy, một là làm thương mại điện tử. Hai là làm quản lý. Quản lý về ERP ấy. ERP là phần mềm là những cái ứng dụng quản lý doanh nghiệp. Ví dụ quản lý về nhân sự, quản lý về lương, quản lý về điểm danh, quản lý về project, quản lý về scope, quản lý về các thông tin của công ty. Thì đấy là về các cái phần mềm các bạn phải làm sau này. Thì các bạn phải đi tìm hiểu trước đi. Nhớ đi tìm hiểu trước đi, chứ không phải là đến lúc đi làm rồi em mới bắt đầu em tìm hiểu nhá. Như vậy thì các bạn muôn đời các bạn không vươn được lên. Lưu ý cho tôi. Cái gì mà mặt to vật này. Sau này tự giác đi về ấy nhỉ. Mình đã nói gì đâu. Điểm danh em thôi. Để dừng cái quay lại. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 2017 07 13.